Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ làm món lá mơ chiên trứng. Bây giờ tôi sẽ đi hái lá mơ. Đây, cây lá mơ này mà còn rất ít lá. Đây là lá mơ lồng các bạn. Đây, như vậy là tôi đã hái được một nắm cũng chặt tay. Đây, phần lá mơ tôi đã thái xong. Bây giờ tôi sẽ đặt trứng gà vào đây và trộn đều. Với món trứng gà chiên lá mơ này rất tốt cho đường tiêu hóa. Những người mà bị táo bón, bị đầy hơi rồi đi tiêu chảy, các bạn có thể làm món này để ăn. Tôi sẽ đập vào đây 4 quả trứng gà. Các bạn cho một chút muối bột canh. Một chút mì chính. Với cái món này tôi sẽ chiên qua lớp lá chuối, tôi không dùng mỡ. Đối với những người mà tiêu chảy thì không nên dùng mỡ để chiên. Lá mơ chiên trứng này tôi sẽ không dùng mỡ để chiên, mà tôi sẽ dùng lá chuối để lót. Tôi sẽ lót lá chuối. Lá chuối đã khô rồi, bây giờ tôi sẽ cho trứng vào để chiên.
Khi bề mặt trứng đã khô ráo như này, bây giờ chúng ta sẽ lật trở đây. Như vậy là món trứng chiên lá mơ lồng xong, bây giờ sẽ đưa ra đĩa. Vậy là chúng ta đã có một đĩa trứng chiên lá mơ thơm ngon và tốt cho đường tiêu hóa. Video đến đây xin được kết thúc. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, share và like. Nhớ ấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Xin chào.